Rồi, chào mọi người đã trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Video hôm nay là một trong những video em giảm giá hành lý hàng cuối năm. Rồi, nên mọi người liên hệ thì vui lòng nhắn tin mã số vô cái số điện thoại của em ha. 0348 30 843 nè. Mọi người nhắn tin rồi em sẽ trả lời. Nếu cái mặt hàng đó còn thì em sẽ ok chốt ha. Còn nó hết rồi thì có thể là em sẽ không trả lời, hoặc là rồi hôm nay là cái video này có mã số là số 7 nha mọi người, và từng sản phẩm nó sẽ có cái mã số riêng ha. Đây ví dụ như này nè, có mã số và giá tiền trên sản phẩm nha mọi người. Mọi người chốt hàng thì nhắn tin mã số giùm em. Rồi, đa số các hàng em giảm giá là đã có đăng trên kênh của em ha. Nên mọi người xem chi tiết thì mọi người xem lại với mấy cái video cũ á, sẽ có những cái mặt hàng này. Cho nên hôm nay là video em sẽ lướt qua nó nhanh để được nhiều sản phẩm lên nha. Rồi đầu tiên đây là cái thùng đồ nghề nha. Đây thùng đựng đồ nghề, đây thùng đựng đồ nghề của Nhật nha mọi người, nó khá là cứng đó, đứng lên cũng không xi nhê hết, nói chung nó làm rất là dày. Vậy rồi cái hộp này có mã 81 ha, giá là 250 nha. Đây, tiếp theo là cái máy máy này là đam máy máy mài nhám, máy chà nhám của Bosch. Đặc biệt cái dòng này là của Bosch của châu Âu nha mọi người. Điện xài là 230V nè, điện zin 230V, công suất là 420W. Whistling là của thằng Thụy Sĩ nha mọi người, Thụy Sĩ sản xuất ha. Đây dây zin luôn, dây rất là dài, dây này dài tầm 5m mọi người. Nhưng cái thằng này nó bị cái là nó bị mất cái điều tốc rồi nha. Đây điều tốc như đây nè, thành ra giờ nó chỉ chạy một tốc độ thôi. Mọi người có xem clip test thì xem mấy cái video cũ của em có đăng con này lên nha, xem lại giùm ha. Hoạt động chạy ok nhưng mà mắc cái điều tốc này nha. Chung là hiện trạng thì không biết nó bị sao, nhưng mà nó hiện trạng là nó mắc điều tốc. Mọi người sửa thì ok, giờ mình bọc tháo ra sửa, có thể là nó bị dơ hay là bị sao á. Đây ngoại hình còn rất là ok, đẹp, tem còn nguyên luôn nè. Công suất nó 420W ha, vòng tua nó là 2000 đến 8000 vòng nè, xài lưỡi nhám 150 ly, nhám dán vô. Rồi con máy này là có mã là 82 mọi người, giá 400.000, giá rất là rẻ cho một con máy điện 220V nha, nội địa 220V. Rồi mã số 3 đây, con máy phay gỗ của Nhật, xin lỗi, con này của Lex Decker là của Mỹ nha mọi người. Con này zin của Mỹ, vô đây nè, xài điện 120V luôn, vòng tua nó 22.000 vòng. Đây kẹp mũi 60 ly, này nó còn cái lưỡi dính đây luôn. Lại là thích cơ rất là đẹp.
đây cũng tắt đây. Con này cũng đã có đăng rồi nha mọi người. Mọi người có xem clip rồi quay trở lại video cũ giùm em nha. Đó, điện 120V, xài điện 100V cũng ok nha. Xài biến áp chuyển qua 100V. 220 xuống 100V đó mình xài. Rồi. Con này mã là 83 nha, giá 500.000. Rồi, tiếp theo là cái hùng điện. Cái tủ điện ha. Đây cái tủ điện của Nhật. Này của điện, tủ điện này có thông số nè. 220 ra 30V DC 10A. 20V 10A. Ra DC 10A 30V 10A ha. Đây nó có cái biến áp nhỏ nhỏ ở trong mọi người. Rồi máy này relay rất nhiều. Đó. Tủ nó về như vậy. Em không có test mấy cái hàng này nha. Tại hàng này điện nó dính dáng rất là nhiều cái linh kiện. Với lại nó không có chuyên môn bên ngành điện nha mọi người. Nên không có test mấy cái này. Chỉ bán là như là bán là cái tủ thôi. Tủ và mấy cái linh kiện. Thường linh kiện này đa số sống á. Thường người ta sẽ lấy về đây người ta rã mấy linh kiện này ra nè. Để sử dụng mấy mục đích khác. Đó. Cái biến áp nữa nè. Nhìn tình trạng thì rất là nhìn rất là đẹp, cầu chì còn nguyên luôn. Rồi công tắc nữa. Hai ba công tắc. Đó. Cái sắt này rất là dày luôn nha. Sắt này hơn 1 ly luôn. Nè. Đứng lên không xi nhê luôn mọi người. Tùng rất là dày, nguyên cái tủ nó khá nặng á. À, đằng sau lỗ bắt ốc nó gia cố hiềm thép vô này cho dày cứng. Rồi cái tủ điện có mã là 84 ha, giá 400. Rồi tiếp theo là đây. Máy này là cái máy pha cà phê. Đây cái máy pha cà phê mọi người. Còn hoạt động ok nha. Đây bỏ cà phê vô đây ha, bỏ nước vô đây. Rồi nó tự nó nấu. Nó chảy ra ha. Tắt nè. Xài điện 110 nha mọi người. Hàng này Nhật xài điện 110. 100V á, mà thường quen gọi 110. Này, điện 100V. 350W. Đây đi theo cái cối này, cái máy này thì nó có hai cái ly. Đây, hai ly mà một cái ly nó bị vận chuyển về bị bể mọi người, nó bể nè. Còn một cái ly thì nó còn nguyên. À, ly này còn nguyên à. Rồi cái bộ máy pha cà phê này cũng mã là 85 ha, giá 400. Rồi 86 đây, cái máy sạc bình. Máy sạc bình 12V. Đây thông số nó là sạc bình 12V nha mọi người. 6A. Dòng sạc nó lên đến 6A. Xài điện 100V luôn nha. Máy này xài điện 100V. Đây sạc bình. Và cái gì nè. Không biết cái này là cái gì nữa. Có đồng hồ hiển thị vo luôn. Hai chế độ sạc ha. Đây hai cái cầu chì. Cầu chì nguồn vô và nghe ra ha. Nguồn ra cũng có cầu chì luôn.
ngoại hình rất là đẹp. Rồi cái này là có giá 600 nha mọi người, mã 86. Rồi tiếp theo cũng là một máy sạc bình nữa, đang có 3 cái sạc bình. Cái này mã 87 nha, giá 550. Cái này sẽ được bình 12V và bình 6V luôn nha. Đây, dòng sạc là 3A, trục chì nè, mã 6V, 12V, công suất nè, mã 87 nha, 550 nha. Rồi mã 88 cũng là cái máy sạc bình nha, dây zin đầy đủ. Con này cũng sạc bình 6V và 12V, hai chế độ. Đây dòng sạc nè, đây sạc được bộ bình là 16V, 12V, 4A, sạc bình 4A, giá 500 nha mọi người, 500.000, mã là 88. Rồi cuối cùng là cái khỏi bụi, hút khỏi bụi Makita, hoạt động ok, ngoại hình rất đẹp, nhưng nó bị cái là nó bạc đạn nó hơi khô nha mọi người, nên nó có tiếng rít thì lớn. Đó, công suất là 350W, điện 100V nha. Rồi mọi người xem clip test nó thì xem cái video trước giùm em ha, em có đăng lên con này rồi. Rồi mã là 89 nha, 450 ngàn. Rồi em kết thúc video này ở đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ, hẹn gặp lại.